chụp nín nín lại. này, nín này, nín này, cừ lên, cừ lên coi nè, cừ lên đúng không, cừ lên, 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 cừ lên đây, cừ lên đây, cừ đây, để khóc gì xu xu hướng nè, ngồi lại cho nó đó. Xấu quá, nhậu rồi hồi khóc với luôn chú Út Dỗ. Ờ, Nè dỗ anh Dương vợ đó đố mà, nha, rồi dỗ vợ chị chưa nha, có chịu nín nữa. bà muốn chú Út dỗ á, Ờ có thường thường dỗ gì không chú? cũng lâu lâu dỗ một lần ha, Bữa nay chỉ có con lên rồi dỗ khổ luôn đi. có anh em tới rồi thôi giờ mình dỗ cái vợ luôn đi, cho dỗ cho nín mà nó chưa nín nữa nè. Nín Năn nỉ quá đi chú ơi. nè, nín nè, nín này, nín này, nín này là khóc kỳ lắm, ai mà xu hướng, xu hướng ai xu hướng như em vậy. Đầu tiên xin chào quý anh chị và cô chú đang xem kênh Thanh Trúc. Thì bữa nay em có lại cu 8. Cu 8 ở đây là giải căn, và những giải cái phần mà nói chung là phần căn phần dông nào mà lại đây cu 8 sẽ là làm được hết. Thì quý anh chị nào mà thấy trong mình mà thấy cảm giác mà như thấy mình có căn rồi đó thì liên hệ với em. Thì bữa nay em cũng nhờ cái cu 8 để chia sẻ về cái người chồng U60 và người vợ U30. Theo cô Tám mà cái đó là những cái người đó là người chồng đó là ở với người vợ đó là như thế nào, cô Tám, cô Tám chia sẻ một đoạn ngắn cho con rồi đó. Người chồng 60, người vợ 30. Dạ. Ừ. Mà coi coi duyên nợ người hai người đó như thế nào phải không? Dạ, cái căn Mà hay cái nghiệp cái đó. căn hay cái nghiệp? Đúng rồi, cái đó là cái nghiệp con. Chứ mà cái căn. Cái là cái nghiệp. Tại sao là cái nghiệp cô Tám? Tại vì cái nghiệp á, là cái cô 30 tuổi á, Dạ. cô đó cô là cô đó cô gì? Cô Dì Hiền. thì cô Hiền. Mà cô thì cũng thương tội nghiệp cho cái cô Hiền nó 30 tuổi. Dạ. Tại đây là cổ đã mang cái căn bệnh nghiệp của cổ rồi, cái nghiệp của cổ kiếp trước cổ tạo, Dạ. kiếp này cổ lên cổ không được hoàn hảo với người ta, Dạ. vậy cho cổ nó cho nên cổ mang cái nghiệp quá nặng nề, Dạ. rồi sang qua rồi cổ mang vướng thêm một cái nợ nữa, cái nợ là nợ gì? Nợ tình, nợ ái, nợ chồng, nợ vợ, là nợ là người chồng 60 tuổi, mà người chồng 60 tuổi đó, phải mà được cái hoàn hảo á thì cổ được có cái duyên. Dạ. Còn người chồng không có cái hoàn hảo tức là cổ không có cái duyên, tức là không có cái duyên là cổ phải có cái gì, có cái quả, tức là căn quả nghiệp quả hai cái cộng chung biết cái nghiệp Mà mấy người đó cũng nhậu lắm nha cô ta. thì đúng rồi, bởi gọi là người ta gọi là nồi nào là úp dung đó, con hiểu không? Cái nồi số 10 có úp dung số 9 đâu có được, cái nồi số 10 cũng phải úp dung số 10. Chị nồi nào nó cái dung đó, là cho nên là ông trời ông đặt để cho cái câu chuyện đó. Chứ câu chuyện đó cho nên là hai vợ chồng nó không có được kêu bằng là nó hoàn hảo như người ta, mà làm cho kêu bằng là chấp thủ đoạn, tà ma dục vào, hiểu không? Nghiệp căn tà ma nhập vào, nó nhập vào để cho mình nó là hai cái cộng vào, rồi một người chồng thì người tà, mà người vợ thì người yêu, tức là tà với yêu hai cái đi chung. Cái đó không phải là căn nha con, cái đó là nghiệp yêu. Cái nghiệp yêu tức là cái nghiệp rồi đó là nó con yêu nó nhập vào trong đó, rồi cho nên hai người này mới gặp với nhau rồi lợi dụng lẫn nhau. Mà trong khi đó ông u chồng đó thì không có đi bán vé số gì hết trơn, không có làm gì, thì thay vì quý anh chị cô chú người ta đâu có giúp giúp hoài đâu hả cô Tám. Đúng rồi, người ta nói rằng á, con nên nhớ rằng ví dụ là cho mình 1 đồng 2 đồng 3 đồng thôi, chứ còn quá mức 4 đồng 5 đồng nữa người ta đâu có cho khả năng nó cho mình nữa, phải không? Mình phải có cái bản lãnh, phải có cái lực sức của mình, mà nói trắng ra người ta không có trí tuệ, tức là cái trí tuệ người ta không có. Ông trên người chồng không có trí tuệ. Đúng rồi,
cái người đó không có trí tuệ thì hai người nó không có cái trí tuệ. Nếu nó có cái trí tuệ thì người ta được cái minh mẫn, cái khôn ngoan, có thể là người ta xây chuyển được cái nội lực của người ta lên. Mà nhưng mà cộng thêm là cho nên là nghiệp căn quả lấy mang, dai mang gánh giác khổ sở gian nan cho hai người. Và sinh ra tạo lại một thêm một đứa trẻ nữa. Và tội nghiệp là tội nghiệp cho một đứa trẻ đó thôi. Rồi không biết ngày mai như nó sinh như thế nào. Không biết ngày sau nó như thế nào. Là mình tội là tội cho một cái đứa trẻ đó thôi. Nếu mà cô bác anh chị nào có thương thì thương đứa trẻ đó thôi. Chứ còn nói trắng ra thì đừng có nên là thương hại hay là cái cặp đôi này. Mình đôi thương này. Là thương đứa trẻ đó thôi. Cặp đôi này quậy quá. Đúng rồi. Tại cặp đôi này là nó thuộc gì kêu bằng là trong khi không có một đồng bạc nào, anh em cô bác nào không cho y một đồng nào á, thì có thể là y còn là có khả năng là y tạo vô thêm một cắt hai cắt, mà trong khi mà có rồi thì ăn sung sướng, nhậu sung sướng quá đi, không còn suy nghĩ cái chuyện về đồng tiền của mình nó có hiện tại. Ha. Rồi càng ngày là càng kêu bằng ỷ quyền sức đó để mình đã có, nhưng mà lúc nào người ta cũng còn có trí tuệ để người ta suy nghĩ. Chứ không phải là không có. Nhưng mà cái căn nghiệp của mình là mình không lo, mình để mình quá giải. Nó không có quá giải được, cái người chồng không quá giải được, người chồng vẫn còn minh mẫn. Chứ không phải người chồng mà cơ bản không minh mẫn. Dạ. Có đó. Mà cho nên là cái đó là cái do cái số phận con ơi, cái số phận của con người. Cái nghiệp duyên của con người, cái nghiệp tạo của con người. Nó tạo ra. Và mình tội nghiệp là tội nghiệp cho cái đứa trẻ đó thôi. Dạ. Thì nó cũng là cái đó là cái nghiệp mà gặp vào cái đường đó. Là cái cậu này thì cậu ỷ sức, cậu ỷ là có cái cô này, cô tạo ra một cái đồng tiền để cho cậu hưởng, nó lây chung một chút. Là cái chú mà 60 tuổi á. Người chồng U60. Nhưng mà có thể là cái bằng là giả. Cái giả thì nó cũng có trong đó, chứ không phải là nó có cái thật nữa. Nó cũng là cái thật hiện trường, là con thấy cái thật là mang cái bệnh đó, cái thật đó. Nhưng mà cái tâm nó giả tâm. Thấy không? Tức là nó giả tâm. Thì giờ cũng như là cô Tám nói, con nghe như cô Tám điển hình cô Tám đi. Thì cô Tám cũng mang tật, cũng xấu xí, chứ không phải là lạnh mạnh gì. Ha? Thì cô Tám nó vẫn là mang tật xấu xí, nhưng mà nếu mà cô Tám có cái lòng giả tâm thì cô Tám có thể là giả lên để mượn Mạnh Thần Quân hay là ai gì đó giúp đỡ cho cô Tám. Chứ con thấy hiện trường là cô Tám rắn là cũng mang tật bệnh hoạn, cũng là nghèo, cũng xấu chứ không phải là hoàn hảo. Nhưng mà tại sao? Tại vì cô Tám phải chính bản lực của mình đứng lên, nội lực của mình. Y như là cô Tám nói ông chồng U60 ha. Thấy không? Cũng nội lực để lên cho mình đang sao cái đồng tiền mình làm ra mình xài ra có thể là mình được mạnh dạn mạnh dạn. Theo cô Tám, cái ông người chồng U60 đó là có căng không? Cái đó là không có căng con. Nhìn mặt cô Tám chẳng ra là có ai theo không? Cô thấy hai người đó không có căng, mà người nào cũng có cái nghiệp hết. Dạ, là nghiệp phải cô Tám chứ không phải căng. Cái căng không có. Đừng nói có cái căng. Có cái nghiệp chứ không phải là cái căng. Cho nên cái nghiệp mình nó hiện trước kiếp trước mình tạo nghiệp ác gian, kiếp này tạo thêm dai mang gánh giác, mà kiếp trước mình không tạo duyên mà kiếp này khổ liền miên cho mình. Dạ. Không? Đó là cái nghiệp chứ không phải cái căn. Còn cái căn là thí dụ mà cô Tám nhìn cái người khùng khùng đó là không có căn, tại cái nghiệp thôi hả cô Tám? Đúng rồi, hai người đó là cái nghiệp chứ không phải cái căn. Thì cô Tám ở đây nghe quý anh chị, cô Tám ở đây sẽ giải căn được cho những quý anh chị nào mà thí dụ mà có cái phần mà trong mình bức tức bực bội gì đó, thì lại đây cô Tám sẽ giải căn cho quý anh chị. Thì mấy cái người mà thí dụ cô Tám mà thường thường mà người ta thôi, theo con nói cái thí dụ thôi, mà lại trong cái đình cái miếu mà cái người đó người ta thí dụ mà người ta ngáp, người ta ngủ, kiểu như cảm giác là muốn ngủ đi, theo cái cô Tám cái người đó là có căn không hay là tự nhiên vậy? Cái mô Phật, cái A Di Đà Phật người ta thường xuyên nói á, cú căn chúng ai cú nghiệp. Cái cú căn đó tức là mấy người con nói rằng là có căn mà lại đình lại am lại miễu rồi đó, ngáp là cũng như khó chịu. Yeah. Nó con người của nó say sẩm mà nó ớn ớn, nó khó chịu mà nó làm như ngây ngất, mà làm như là con người của mình nó muốn ngủ, nó thả hồn theo mây vậy đó. Đó là cái căn có luôn hả cô ta? Đúng rồi, có căn. Cái đó biết sao không? Cũng như cái căn của người ta nhiều khi người ta kiềm chế không được con, nhưng mà cái tai người ta nghe.
ở con mắt người ta thấy, cái lỗ tai nó nghe trơn á, ở con mắt người ta nghe thấy trơn á, chứ phải không thấy. Nhưng mà con cái là người ta kìm là không được. Có cái người đó, có thể là người ta mạnh á, cái nội lực của người ta, cái đề kháng của người ta mạnh á, cái đề kháng á nó mạnh á, thì có thể là người ta kiềm chế được. Và kiềm chế được là cho người ta là người ta không không gì, không nhảy cốc nhảy nhái, hay là người ta không có hành động. Yeah. Con hiểu không? Còn nếu mà cái người mà người ta có yếu ở đây thì ta phải hành động. Yeah. Hành động thì cái phần linh căn ta phải về. Yeah. Cái phần linh căn ta về, mà nhiều khi nó cái duyên căn nó chưa đến, cũng như là chưa tới ngày, chưa tới giờ, chưa tới tháng, chưa tới lúc mà cái duyên căn nó đi ra mặt. Con hiểu không? Nó chỉ cái duyên căn là có duyên mới gặp cái căn, là gọi là cái duyên căn, có duyên mới gặp cái căn, có duyên mới gặp của quyền á, là linh căn trở về, mà có duyên mới gặp bồ đề Phật pháp. Con hiểu không? Có duyên mới gặp bồ đề và Phật pháp. Thì có duyên, nhưng mà cái phần linh căn á của quyền á, yeah, thì cái đến chỗ đó nghe, cũng như là cũng như thí dụ giờ có ai có căn như nghe có tám đốt cái nhang gì, tức là khó chịu quá. Yeah. Nó rất là thơm tho, nó rất là khó chịu. Còn như mà nếu mà căn người ta có, người ta về căn rồi, tức là nghe cái mùi nhang, tức là con người nó thoải mái, nó khăn khởi. Yeah. Nó rất là vui vẻ, rất là cũng như là con thấy một bữa đó mình rất là vui. Nó gọi là cái căn người ta lấy ta gì được cái căn. À, còn mà cái người mà ta chưa có gì được thì đã nghe cái mùi thì khó chịu. Yeah. Ha? Ừ, cái duyên căn nó là cái mấy người mà có về cái phần linh căn đó con. Yeah. Rất tội nghiệp. Là sao cô ta? Tại vì trong khi con biết không, có căn rồi á, là khi vui khi buồn. Yeah. À, khi muốn làm là khi muốn không, mà điểm thứ nhất, mà điểm thứ hai á, cái lúc mà quạo gõ. Yeah. À, cái lúc mà trong gia đình nó vợ chồng không hiểu được với nhau thì nó sanh ra là cay đắng mặn nồng, nó không có được chân thận với hòa. Ờ, mà nhưng mà cái người có cái phần linh căn dựa vào á, là người ta đâu có muốn như vậy, ta đâu có muốn là người ta là con người ta nghe ngất, hay là đâu có muốn người ta là kêu bằng say xưa, hay là có muốn người ta là kêu bằng cũng như là kiểu như làm biến mà lười nhác đó, có hiểu không? Người ta đâu có muốn như vậy, người ta lúc nào cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, lúc nào cũng muốn đi ra để cho không phấn khởi. Nhưng mà cái định mệnh phải đưa cho người ta vào cái con đường đó, là về trong phần cái duyên căn, cái làm cho người ta kêu bằng đó là nó khó chịu. Rất là thương mấy cái người mà có cái linh căn mà mới vào trong cái phần duyên căn mà có cái bề trên mà để mượn xác, hay là hoặc là vào trong cái thân thể. Rồi nó cũng có cái loại mà về cái linh vong nữa. Cái vong linh á, là có mấy cái vong linh cũng như là kêu bằng cái những cái em mà nó yếu bóng vía, nó đi ngang con đường ngã ba ngã tư là không cần biết, nhưng mà nó có cái vong hồn ngã quỷ nó nhập vào. Yeah. À, nó nhập vào thì nó nhập vào cái nó mượn danh mượn tánh nó là ông này bà nọ. À, yeah. Cho nên nó hoành hành rồi trong gia đình không biết cái bỏ ngày bỏ qua giống như là cái bỏ qua đi, rồi sinh ra cái người đó nó thuộc gì, nó thành ra bệnh là thuộc, người ta nói rằng là bệnh tâm thần. Yeah. À, ha. Nhưng mà có cái nó bị gì, cái bằng nó suy cơ yếu, là cái người mình suy cơ mình bị yếu, cho nên là cái bằng cái con tà ma nó mới vào trong cái thân thể mình được. Yeah. Nó nhiều cái nó cũng khó phân biệt lắm con. Về trong cái phần cái linh căn á, cái linh căn á, mà linh căn trong cổ quyền á, thì dễ chỉ. Là sao dễ chỉ cô ta? Tại vì trong khi mình đã biết trong cổ quyền nó có họ, mình khẩn mình nguyện trong cái họ gì của mình á. Yeah. Tên tuổi thì cho con xin như vậy, nếu mà con có cái duyên lành để con cứu dân độ thế thì xin ơn trên cổ quyền cái thất tổ độ cho con, nói là nếu con có cái duyên lành để con cứu dân độ thế thì cho con làm trong cổ quyền định chỉ, tức là người ta định, ta chỉ mình đó, gọi là định chỉ, thì con sẽ xuất ra để con cứu dân độ thế. Thì có thể là nó nhẹ như là kêu bạn ăn cơm bữa. Còn nếu mình không, mình chống bán lại thì có thể là nó vẫn là đi càng ngày nó càng lúng, càng ngày càng lúng, càng ngày nó càng nhiều. Rồi còn cái căn tà ma nó nhập vào con người của mình á, thì nó rất là nói xàm, nói bậy, nói không có đâu ra đâu, nó là thuộc gì đó, cái tà, nó. Yeah. Con tà, nó không có ra đâu chân, rồi nó làm cho mình kinh sợ. Mà nhiều khi á là mình nói rằng nó là về trong cái duyên căn và trong cái tam tổ của mình, là tam tổ của quyền thất tổ của mình đó. Yeah. Nhưng mà không phải, nó cũng là nhiều cái nó làm cho con người của mình nó là gian nan lắm con. Yeah. Gian nan lắm.
Giờ cũng như là con nói cái vụ mà để cô trở lại, cô nói Nam Mô Di Phật, cô nói cho con nghe cái vụ mà cái người ta nói hồng nhan đẹp bạc phận, yeah, lặng lặng mà lao đao là U 60 đó cô, làm sao là cái duyên vợ chồng của U 30 với U 60. Cô nói con nghe, không mình đừng có nói cho hai người đó, cũng tội nghiệp cho người ta. Tại giờ do lên cái đó, cái căn cái quả. Điểm thứ nhất. Mà điểm thứ hai á là cô chỉ cho con một cái điều kiện như gì, tại sao một cái cô gái đó rất là đẹp, không phải là xấu, mà cô gái rất là hoàn hảo, không phải là tệ, mà tương lai và nghề nghiệp cô đó cũng là nắm vào trong cái bàn tay. Mà nếu mà tôi nói ra đây coi nha, chắc có thể là xin mô phạt là quý vị chắc có nha, có một hai người trong đây nha, có năm ba người chứ không phải một hai người. Rất là đẹp đó. Nhưng mà tại sao gặp một anh chàng là một mảnh phu quân của mình tính là mình có một người chồng đó để mình là dựa kề vai để mà sống cho nó cả đời. Nhưng mà không ngờ cái số bất hạnh. Có biết cái số bất hạnh không? Dạ. Số bất hạnh á, năm đầu thì vợ chồng vui thai. Bước qua năm sau vợ chồng khổ ai bằng thường. Chồng uống rượu say, chửi xỉn lai rai, dìa mặt chửi mặt mày hung hăng, đánh đập dài ba đôi, tới chừng kêu bằng năm ăn năm thua, chết lên chết xuống mà chẳng thôi. Cái đó là con biết không? Con biết cái đó là cái duyên gì không? Duyên gì cô ta? Cái đó là duyên nợ vợ chồng kiếp trước trả, chưa xong kiếp này tiếp tục trả thêm. Đó là kêu bằng nợ tình, nợ ái, nợ ân, nợ chồng, nợ nghĩa, nợ lăn xăng khổ sầu. Bởi cho làm con người mình khổ vượt qua lấy cầu. Mà tại sao nói, tại sao mày không thôi đi, thôi làm sao được mà thôi, chưa trả nợ hết lấy gì thôi. Không. Rồi mình cũng không có nói được, dù trong trên đời là duyên nợ được vợ chồng con là, ơi. Là U60 đó, U30 ha. Cái đó là theo cô Tám suy nghĩ là cái chuyện đó thì là ông đó là ông dựa với cô đó là sao? Dựa cái đó là cô cái chú đó dựa với cô đó đó. Đang để cho chú có ăn có mặc, có hiểu không? Tại vì cái cô này là có người là thương cổ là để cho cổ là có cái động cân, trước cái động cân mà để cô sống qua ngày. Một cái là cổ nuôi con cổ, cho nó được qua cái đó, thương là thương đứa nhỏ. Còn hai nữa chứ không phải là thương hai vợ chồng này, cũng có thương mà thương chút đỉnh nào thôi. Thấy không? Rồi hai nữa thì là cho lên đó là để cho cổ, để cổ sống, cổ nương nó vào trong cái qua cơn hoạn nạn lúc mà cổ đang đó là ôm con khờ con nhỏ. Mà không ngờ á, là cái chú này chú lười công, lười công mà cướp việc. Con hiểu cái lười công cướp việc không? Dạ không. Trời ơi. Lười công tức là lười làm. Cướp việc của cô này. Cô này có làm nhiêu là chú này chú hưởng hết chân nhiêu. Dạ gì đó cô Tâm. Gọi lười công mà cướp việc. Cũng như cái giờ cô này nè, có cái chú này có cái cô này, chú này mới có cái đồng ngân mới có tiền ăn. Còn nếu có chú này không có cái cô này, làm sao chú này có cái đồng ngân để có tiền ăn. Mà cái cô này thì bây giờ là cổ sanh ra là con người của cổ nó kiềm chế không được cái bản thân, mà cổ chỉ kiềm chế được cái bằng là trước mắt của cổ. Nếu mà có chừng nào có rượu vô chừng nào thì cổ phá chừng đấy thôi, chứ còn nói trước mắt là ngày mơ chết hay sống mà cổ không biết. Nói tiếng Hán mà cô nói tiếng cái chữ gì? Tiếng Âm hả? Gì, cái Thiên hả? Chữ Thiên á là cái người chồng làm biếng là nói sao cô Tống? Nó chữ Thiên là chồng làm biếng hả? Dạ. Bạn sĩ thèm ti thù, bạn sĩ thèm chi thù, tức là bạn thèm rượu quá lời. Não chì sân sổ phù, tức là bạn lợi dụng người ta. Não thì sẵn xả tội lắm bạn ơi. Hù hù lý thị sĩ sằng, tu đi ngày mơi mà nhờ. Theo cô Tám cho con hỏi ơi, cái câu chuyện mà đời thời cuộc này có những người người ta nói là gán tu đi đời gần hết rồi, thì theo cái cô Tám mà suy nghĩ mà những cái người người ta nói như vậy là người ta nói như thế nào cô Tám? Cái mô Phật
tu đi đời gần hết rồi phải không? Ráng mà tu đi. Ráng mà tu đi đời gần tới rồi. Dạ mô Phật, A Di Đà Phật, con xin có cái câu lời nói của về cái là thiên địa, thiên là trời, địa là đất. Lời con chẳng dám thốt chi, biểu quyền di tu đi bãi sửa. Ráng lo tu tỷ tạo công đức, ngày sau mặc sức hưởng phước lành. Đừng nói chuyện chi đời tới ngày mai, coi chừng nó chẳng có nên, dù cho biết trước cũng chẳng có bền. Nếu cô bác anh chị nào, người ta thường xuyên nói thiên cơ không thể nào lộ, lộ ra là chỉ mà giả mà thôi. Biết rằng ngày mai ta như thế nào, biết một lát ta chết hay sống, ta chưa hiểu được ta, ta hiểu được đời làm chi. Quyền di không bắt buộc ta nói, chớ chi mà nói tu đi ngày mai đã tới. Hiện trường mình tu đi để đừng có chuyện phiền phi trong lòng. Hiện trường tu đi để đừng bệnh hoạn vào thân. Tu đi để cho mình được phước duyên lấy cần. Tu đi để cho gia đình trên thận. Tu đi để cho phước tài lộc thọ. Tu đi cho hai ba giai đừng gánh nặng. Là chuyện đó là cô Tám biết. Cô Tám hay quá. Còn mình nói cho anh chị nghe, cô bác nghe nè. Đời là ma là quỷ, đời là yêu là quái, đời là ta là khổ, ta làm ta khổ, đừng ai mình nói mà ai làm mình khổ. Ta làm ta khổ chứ mình đừng nói ai làm mình khổ. Tại chỗ mình không nên nói, mình đi nói cái miệng kiện cái thân, con ếch chết gì tiếng nói. Đừng nói quá ngày sau khó mà tránh. Nói đây cô bác phiền lòng, cố gắng lo tu mà sửa. Tu công đức là hay, đừng nói ngày mơ đã tới. Tới chừng nước đó người ta hỏi nhà, tới chưa nghe, trả lời chưa được, khổ lắm mà quý vị. Cô Tám thì không dám nói cái đó. Ví dụ bây giờ ngày mơ tới cô cũng chẳng dám nói. Tại đúng vì rồi, cái thiên cơ mà con. Thiên cơ bắt khá lộ hơn cô Tám. Đúng rồi, mà mình đâu phải là tiên, là thánh, là thần, là kêu bằng là một cách cái gì mà kêu bằng là ở trên mà đưa mình đi xuống, mà mình là kêu bằng là con của Ngọc Đế, là con của Thiên Công, hay là con của kêu bằng là Đại Đế mà kia Thiên Dương đâu mà mình biết, mà mình nói cỡ nhưng mà ông kêu bằng là Dương Tử Nha chưa dám nói, nên nó xây cho kêu bằng cô Tám con ơi. Nha, mô Phật. Nè, đó là cái màn này là màn lọc, màn lừa, màn để cho ta tu vừa tu phải. Màn này là màn phải cho đừng nên là kêu bằng tranh chữ cãi. Đó, nếu mà màn này mà tranh chữ cãi, nói ta đây bà này bà nọ, hay ta đây biết thiên cơ ngày mơ là thơ nó đưa mời, cái là không biết đường đọc mới nghe. Ngày mơ mà thơ nó đưa mời không biết đường đọc, công an nó mời là chết luôn. Cái mô Phật đó là tôi nói nó thiệt đó, ngày mơ mà thơ nó đưa mời cái đường đọc đó. Tao nó hay quá, nó văn quá. Thấy không? Tại vì sao không? Đừng nghĩ rằng ta nói là xong. Nói rồi có cũng như thiên công bây giờ, không phải như ngày xưa. Mà thơ mà nó gọi một cái nó mời rồi, thôi đi má ơi con chừa. Lúc đó là cũng như là y, theo y gan là nữ tướng cờ đào mới vào trong đó đó. Dạ thì cũng cô Tám hồi sớm bây giờ cô Tám cũng chia sẻ, cũng là gắt cái điều, cũng là vinh hạnh để cho con và quý anh chị đây để nghe những cái phần mà giải căn phần dông. Thì cô Tám ở đây là cô Tám hỗ trợ về là giải căn. Và cô Tám có cấp phép cho làm ăn không cô Tám? Có chứ, cô Tám làm gì cũng làm hết. Mà ai có duyên thì mới thấy mới tới. Dạ. À, có làm bùa tình yêu không cô Tám? Không. Bùa yêu cô Tám đâu có làm. Con ơi, ai mà làm bùa yêu? Rồi mấy người mà ơi, mấy người mà chồng bánh này kia nọ được, cô Tám có hàng gắn lại được không? Được, cái đó là chuyện cái nghiệp đó, mình giải nghiệp cho người ta được. Chồng bỏ đi này kia được, cô Tám có giải nghiệp được không? Cái đó là cái gì, cái vụ mà chồng bỏ đi ai mà làm việc, cái đó là con ơi, nợ tình đã hết rồi, ta thời bỏ đi đừng lôi kéo chi cho khổ. Dạ. Nghe không? Rồi thì video thì con làm một cái đoạn ngắn ở đây thôi ha, cô Tám. Thì hẹn quý anh chị và cô chú video tiếp theo. Thì cảm ơn cô Tám rất nhiều.